Tiết kiệm năng lượng được coi là một trong các giải pháp hiệu quả và thiết thực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc đầu tư tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp nói chung cần phải được đẩy mạnh hơn nữa thời gian tới. Lý giải thực tế này, các chuyên gia năng lượng cao cấp thuộc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam World Bank cho biết, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thiếu vốn chuyển đổi công nghệ, việc áp dụng một phần hay đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chẳng hạn như lắp đặt các thiết bị, hệ thống tiêu thụ năng lượng hiệu suất cao, thu hồi nhiệt thải, tích hợp năng lượng tái tạo đều cần một nguồn vốn lớn. Tuy nhiên, việc tiếp cận các nguồn tài chính cho đầu tư là một thách thức đối với đa số các doanh nghiệp trong nước. Để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp trong giai đoạn tới, cần có những cơ chế đẩy mạnh những giải pháp và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các cơ chế về tài chính để giúp các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, mạnh dạn hơn, mạnh mẽ hơn đầu tư vào các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai nhiều chương trình thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp, trong đó mô hình hỗ trợ vốn thực hiện dự án tiết kiệm năng lượng thông qua các tổ chức tài chính được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Chương trình cho vay đầu tư tiết kiệm năng lượng, một hợp phần của dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp Việt Nam, dự án VSUEE do Quỹ khí hậu xanh GCF tài trợ, Bộ Công Thương phối hợp cùng World Bank triển khai. Dự án tạo điều kiện cho các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng tiếp cận quỹ chia sẻ rủi ro có giá trị 75 triệu đô la Mỹ do GCF tài trợ.